Đội xuất phát của câu lạc bộ Nam Định ở trong trận này gồm có thủ môn mang áo số 77 Nguyễn Quốc Thiện Esele, cao thủ số 2 Đinh Viết Tú, số 5 Vũ Hữu Quý, số 6 Diogo, số 11 Romario, số 17 Phạm Văn Quý, số 19 Nguyễn Hữu Định, số 23 Trần Mạnh Cường, số 28 Hoàng Minh Tuấn, số 66 Đinh Văn Trường. Quả tạt được thực hiện bởi Đoàn Văn Hậu. Đó là pha dứt điểm hụt. Pha dứt điểm hụt của Hoàng Quốc Sơn nhưng vẫn đang là goal. Không vào! Bắn không vào! Hai cú sút liên tiếp nhưng không thể đánh bại được thủ môn Nguyễn Quốc Thiện SCB. Một màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Nguyễn Quốc Thiện SCB. Ta vừa được xem lại hai tình huống dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ chủ nhà. Phạm Văn Thạch và Hoàng Vũ Sang Sơn đã không thể đánh bại được thủ môn đội khách. Trong đó thì thực sự đáng tiếc rằng Vũ Sang Sơn họ đã có một cơ hội rõ rệt để có thể hướng tới bàn thắng mở tỷ số. Đây là huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ, thuyền trưởng của câu lạc bộ bóng đá Nam Định. Rất nhiều khó khăn với Nam Định vào thời điểm này. Sông Lam Nghệ An ngày hôm nay đã giành thắng lợi trước Quảng Nam với tỷ số 2-1. Quang Hải, Quang Hải, Quang Hải vừa ngã trong phút 10. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Những diễn biến trên sân khách vào lúc này là tương đối sôi động và hấp dẫn. Romario, không có người hỗ trợ cho Romario. Diogo, chân trái, không vào. Có 4 cầu thủ của câu lạc bộ đá Hà Nội áp sát với Romario, nhưng tiền đạo này vẫn có một đường truyền tốt cho Diogo phía trong. Đó là lần thứ 2 định Romario có những đường truyền như vậy dành cho Diogo. Cơ hội rõ rệt để cho Nam Định có thể có được bàn thắng dẫn trước. Đây là tình huống mà sau khi Quang Hải không tận dụng được cơ hội thì ngay tức Nam Định đã có một tình huống phản công nhanh. Rõ ràng là không thể thổi phạt đối với cả vệ Nam Định. Hoàng Vũ Sam Sơn, Văn Kiên, đó là một cú sút. Cơ hội rõ rệt nhất mà các cầu thủ Hà Nội đã làm được cho tới thời điểm này là hai cú dứt điểm liên tiếp của Phạm Văn Thành và Hoàng Vũ Sam Sơn. Nhưng đó là hai tiếng dứt điểm không thể đánh bại được sự xuất sắc mà Nguyễn Quốc Thiện ECL đã thể hiện trong những tình huống cản phá. Một quả đá phạt trực tiếp dành cho đội khách. Pha phạm lỗi của Duy Mạnh đối với Diogo. Ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Mỗi khi mà Nam Định có được cơ hội từ những quả đá phạt như thế này thì đương nhiên hy vọng của các cổ động viên của Thành Nam đặt vào Lê Sĩ Minh. Với Lê Sĩ Minh thì cự ly này là một cự ly ưa thích của cầu thủ gốc Thái Bình. Cự ly như thế này, một quả đá phạt của Lê Sĩ Minh đã mang lại thắng lợi đầu tiên cho Nam Định ở mùa giải năm nay. Đó là quả đá phạt vào lưới của Sông Lam Nghệ An. Đứng trước bóng là Lê Sĩ Minh và Đinh Viết Tú. Sĩ Minh rất nguy hiểm. Đó là khả năng sút phạt tốt của Lê Sĩ Minh. Chưa có bàn thắng dành cho Nam Định. Ta sẽ cùng một lần nữa xem lại quả đá phạt của Lê Sĩ Minh. Quả tạt của Đinh Viết Tú khá nguy hiểm. Không vào! Quá đáng tiếc dành cho đội khách và đó là pha dứt điểm của Diogo. Rất rất đáng tiếc. Hãy cùng xem lại quả tạt rất tốt được thực hiện bởi Đinh Viết Tú. Với những gì mà đội đã thể hiện cho tới thời điểm này thì nó không bỏ công các cổ động viên của Nam Định cũng như câu lạc bộ đá Hà Nội. Ông Đỗ Quang Hiển đã không hài lòng với hàng phòng ngự của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở những vòng đấu tới đây. Nó là một bất lợi khá lớn với họ khi cạnh tranh với Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh và số số Kỹ thuật Cần Thơ. Bóng đã đi thẳng tới vị trí của Nguyễn Quốc Thiện Esele từ quả tạt của Đào Văn Hậu.
Và một cầu thủ Nam Định nữa đang gặp phải chấn thương. Trong những vòng đấu tới đây, đường trung vào của Đông Dũng, và đây là cơ hội được tạo ra dành cho đội chủ nhà. Sẽ có phạt góc. Bóng lập bập trong khu vực 16m50 và đến tới vị trí của Quang Hải. Pha phá bóng của Phạm Văn Quý chạm vào người đồng đội Hữu Quý và đến đúng với vị trí của Quang Hải. Trời mưa nặng hạt hơn. Điều kiện thi đấu vẫn đang được đảm bảo tốt. Mặt cỏ sân Đằng Đẫy vẫn đang là một điều kiện thi đấu giúp cho cầu thủ có thể thoải mái phô diễn được khả năng cá nhân. Chân trái. Người vừa có pha xử lý trong tiếng vừa rồi là Hoàng Minh Tuấn. Nếu như ở trận đấu với Sông Lam Nghệ An, Hoàng Minh Tuấn chỉ cần chắt chiu hơn một chút. Quang Hải dứt điểm. Một pha vượt đá phạt khá bất ngờ của cầu thủ chủ nhà. Ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Đội chủ nhà rất tin tưởng vào khả năng từ những tình huống sút xa của Quang Hải, người như tôi đã nói đã có 7 bàn thắng. Diogo, Sĩ Minh. Diogo, Romario. Diogo, con lại dứt điểm. Mọi thứ đều tốt trừ cú chạm bóng cuối cùng. Cú chạm bóng cuối cùng trong tiếng vừa rồi thuộc về Trần Mạnh Cường. Chưa có quá nhiều thời gian dành cho Romario và Diogo. Hàng phòng ngự của Nam Định đang chơi hết sức tập trung. Moses. Văn Quyết. Hoàng Vũ Samson. Không có bàn thắng dành cho đội chủ nhà. Đáng tiếc cho Hoàng Vũ Samson. Chúng ta sẽ cùng xem lại nỗ lực đưa bóng vào phía trong của Văn Quyết. Và hàng phòng ngự của Nam Định đã rất chủ quan. Hữu Định không theo bóng. Nó suýt chút nữa đã khiến cho Nam Định phải đón nhận bàn thua. Mới chỉ có trận đấu thứ 7. Văn Kiên. Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu đã ở vào thế việt vị. Trời mưa làm cản trở khả năng chơi bóng tốt nhất của cầu thủ cả hai bên. Nhưng yếu tố bù đắp là mặt sân Đằng Đẫy vẫn đang được duy trì tốt. Ta đang được xem lại tình huống mà trợ lý trọng tài đã có cầu báo hiệu việt vị với Đoàn Văn Hậu. Nhưng với những phân tích từ công nghệ của chúng tôi thì đó là một pha bóng mà trợ lý trọng tài đã xử lý thiếu chính xác. Có quá nhiều phương án sút phạt dành cho câu lạc bộ Nam Định trong tình huống này, khi cả hai cầu thủ đứng trước bóng đều đang là những cầu thủ khả năng sút phạt tốt. Không được. Phạt góc dành cho cầu thủ của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Cú đá của Đinh Viết Tú đã chạm vào hàng rào trước khi đi hết đường biên ngang. Trọng tài Ngô Quốc Hưng cho rằng không có lỗi của cầu thủ Nam Định đối với Đoàn Văn Hậu và trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Diogo. Romario. Cần phải nhanh hơn. Romario có thể dứt điểm. Đá quá nhẹ của Romario. Hai nhịp khống chế tìm ra khoảng trống nhưng không bị khi tung ra cú sút. Đó là một cú đá có lực đi quá nhẹ của Romario.
Thành Lương. Không có gì là nguy hiểm. Ngày hôm nay thì Nam Định có sự trở lại của Nguyễn Quốc Thiện ECL để giúp cho khung thành của các cầu thủ Nam Định đang phòng ngự trở nên vững chãi hơn. Đường dạng rất tốt của Moses. Diogo. Cú sút của Diogo. Đây là quyết định không phối hợp, thay vào đó là một nỗ lực cá nhân. Có nhiều những tình huống va chạm với Duy Mạnh trong hiệp 1. Sẽ đầy chấn thương ở mí mắt của Diogo. Trận đấu cho cầu thủ của giải năm nay và đấu hơn một tháng qua của chấn thương. Một trong những tình huống của Phan Sơ. Diogo! Cho các cổ động viên Nam Định, một pha phối hợp không tốt của hậu vệ câu bò nổi và thủ môn Văn Công, 1-0 cho đội bóng cuối bảng, hết sức bất ngờ và pháo sáng tiếp tục được bật lên ở khu vực các cổ động viên Nam Định. 1-0, bàn thắng thứ tư của Diogo cho Nam Định ở mùa giải này, và một cờ của cổ động viên của Nam Định đã lọt xuống sân. Chưa có bất kỳ một nhân viên an ninh nào. Đây là những gì mà các cổ động viên Nam Định đã chuẩn bị cho cuộc đối đầu này. Họ bị phạt bởi án phạt để xảy ra sự cố của đầu với Sông Lam Nghệ An. Một trận đấu sẽ phải thi đấu mà không có khán giả cổ vũ tại vòng đấu thứ 20. Hãy cùng xem lại pha ghi bàn của Diogo. Duy Mạnh và thủ môn Văn Công phối hợp không tốt, Diogo vượt qua cả hai, ghi bàn vào lưới trống, 1-0 cho cầu thủ Nam Định. Bàn thắng tạo ra một không khí cực kỳ sôi động tại khu khán đài B của sân Đoàn Đấy, nơi có các cổ động viên Nam Định, những người đã tới sân từ rất sớm. 10 phút thi đấu của bài đã trôi qua và đã có bàn thắng đầu tiên. Moses, Thành Lương. Người vừa ánh đầu cản phá là Hữu Quý. Moses. Chắc chắn là bàn thắng của Diogo sẽ giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Một sai lầm của Duy Mạnh và Diogo đã có một phán đoán tốt, tận dụng cơ hội khi bàn thắng vừa tỷ số. Cặp đấu muộn nhất trong cuộc vòng đấu thứ 19 này. Vừa rồi là bàn thắng thứ 23 của Nam Định ở mùa giải năm nay, và là bàn thua thứ 21 của đội đầu bảng. Thành Lương. Không có quả đá phạt góc cho đội chủ nhà. Tinh thần của các cầu thủ Nam Định đang lên cao sau bàn thắng mở tỷ số của Diogo. Nam Định sẽ có sự thay đổi người. Romario rời sân. Cầu thủ được đưa vào sân thay thế là tiền vệ trung tâm Lê Ngọc Nam. Những tính toán của huấn luyện viên Hoàng Văn Sĩ nhằm duy trì được sự chắc chắn ngay từ tuyến tiền vệ. Trận đấu thứ 15 của Lê Ngọc Nam trong áo Nam Định tại V-League năm nay. Romario đã rời sân sau những toàn tính chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Anh đã có một trận đấu không tồi, một lần đưa bóng chạm cột dọc khung thành của thủ môn Văn Công trong hiệp 1. Đỗ Hùng Dũng. Với những đội bóng có lối chơi thiên về kỹ thuật phối hợp nhỏ thì điều kiện mặt sân vào lúc này là không ủng hộ câu lạc bộ Hà Nội, họ sẽ phải tìm tới những giải pháp khác. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa tình huống mà Duy Mạnh đón hụt bóng và Văn Công cũng không thể băng ra kịp. Diogo vượt qua
trung vệ thủ môn của đội chủ nhà trước khi dứt điểm ghi bàn thắng đưa cầu thủ Nam Định vượt lên. Lê Sĩ Minh, Đinh Viết Tú, những vũng nước đang cản trở khả năng chơi bóng của cả hai đội. Rất sôi động, màn mưa trên sân Đồng Hàng Đẫy có tạo ra một điều kiện thuận lợi hơn cho Nam Định, khó khăn dành cho Hà Nội. Đội bóng có lối chơi kỹ thuật nhưng đội chủ nhà không thể còn cách nào khác ngoài việc tự trách mình trong tình huống mà họ đã để thua. Một bóng tương đối đơn giản đá phạt lên và Duy Mạnh và thủ môn Văn Công đều đã không thể ngăn cản điều gồ. Thành Lương, bây giờ sẽ là một lối chơi phòng ngự nhiều lớp được huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ dựng lên trước khung thành của thủ môn Nguyễn Quốc Thiện SLA. Và tiếng hết sức rõ ràng thì rút ra khỏi sân của trung vệ là Romario và thay vào đó là một tiền vệ trung tâm như Lê Ngọc Nam. Bàn bắt đầu, đó là một pha va chạm khá mạnh, thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Mạnh Cường. Lối chơi quyết tâm và máu lửa là điều mà các cổ động viên Nam Định đang chờ đợi cầu thủ của mình sẽ có thể đến được trong phút cuối nhằm bảo vệ thành quả. Phải là lần đầu tiên mà các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội bị dẫn trước trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Sân đấu mà họ chưa thua một trận đấu nào ở trong mùa giải này và thường có những thắng lợi vượt trội so với đối thủ, nhưng ngày hôm nay là một câu chuyện hoàn toàn khác trong một cơn mưa nặng hạt. Người đang đứng trước quả đá phạt là hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu. Không có gì là nguy hiểm, bóng đi quá cao so với khung thành của thủ môn Nguyễn Quốc Thiện ECL. Hơn 15 phút thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội của bảng Nam Định. Người đã ghi bàn thắng mở tỷ số là Diogo Pereira, cầu thủ đã có pha ghi bàn thứ tư trong máu của câu lạc bộ Nam Định. Viên Nguyễn Văn Sĩ sẽ tiếp tục có một sự thay đổi người nữa. Vũ Thế Vương được đưa vào sân. Cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất tại V-League năm nay được đưa vào sân thay thế cho Mạnh Cường. Theo danh sách đăng ký của câu lạc bộ Nam Định, Vũ Thế Vương là cầu thủ có chiều cao là 1m56, thấp nhất trong số những cái tên thi đấu tại V-League năm nay. Nên đây là một cầu thủ có tốc độ cực tốt và là một trong những người đã ghi bàn cho Nam Định ở cuộc đấu với Sao Lam Nghệ An cách đây một tuần.
Thành Lương. Trước khi trận đấu này diễn ra ít ngày, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã tuyên bố là câu lạc bộ Nam Định không hề e ngại khi phải tới làm khách trên sân hàng đẫy vào thời điểm này. Tuyên bố giúp cho các học trò của ông tự tin hơn trong một cuộc đua trụ hạng cực kỳ khó khăn. Nam Định đã tạm thời lùi xuống vị trí cuối bảng sau khi ngày hôm qua Thành phố Hồ Chí Minh có được thắng lợi trước SCB Đà Nẵng. Với kết quả tạm thời vào thời điểm này thì câu lạc bộ Nam Định có thể vươn lên vị trí thứ 11, và để làm được điều đó họ sẽ phải bảo vệ thành quả trước hàng công mạnh nhất của V-League ở mùa giải năm nay tính cho tới thời điểm hiện tại. Minh Tuấn. Diogo đang có một phong độ tốt hơn nhiều trong áo của Nam Định. Có những bàn thắng vô cùng quan trọng cho SCB Đà Nẵng, và bây giờ là bàn thắng mở tỷ số trước cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Nhưng mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Khá nhiều thời gian và sức ép đối với Nam Định là điều đã được dự đoán từ trước. Người sẽ thực hiện quả đá phạt góc cho đội chủ nhà là Thành Lương. Thành Lương. Minh Tuấn. Đường chuyền nhanh lên phía trên là cơ hội dành cho Vũ Thế Vương. Vũ Thế Vương vẫn đang là cầu thủ Nam Định. Vũ Thế Vương thôi à! Hai công cho các cầu thủ Nam Định. Bàn thắng thứ hai của Vũ Thế Vương tại V-League năm nay. Pha xử lý kỹ thuật và cực kỳ tự tin, cực kỳ tự tin. Quật bóng loại bỏ Đình Trọng, và sau đó là cú đá rất kỹ thuật vào phía góc xa, đánh bại thủ môn Văn Công. 2-0 cho đội cuối bảng. Họ đang tạo ra một bất ngờ cực lớn trên sân vận động Hàng Đẫy. 2-0 sau 20 phút thi đấu của hiệp 2. Thẻ vàng cho Vũ Thế Vương khi anh cởi áo ăn mừng bàn thắng vừa rồi, nhưng có thể hiểu được cảm xúc bùng nổ sau khi mà cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất của V-League năm nay có một pha làm bàn đẹp mắt đến như vậy. Hãy cùng xem lại pha xử lý này của Vũ Thế Vương. Bàn thắng thứ hai liên tiếp sau hai vòng đấu. Bây giờ thì Nam Định đang dẫn câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 2-0. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Cú bấm bóng cực kỳ kỹ thuật, đánh bại hoàn toàn thủ môn Văn Công, người không thể có một phản xạ nào cả. Diogo, Diogo, thêm một người nữa. Diogo, 3-0. 3-0 rồi, 3-0 cho cầu thủ Nam Định. Hai bàn thắng trong vòng 3 phút. 3-0. Không thể tin được kết quả này của cầu thủ Nam Định. 3-0, họ đang dẫn trước đội đầu bảng. Hai bàn thắng liên tiếp. Vũ Thế Vương và bây giờ là Diogo hoàn tất cú đúp. Tỷ số là 3-0. Và không hiểu là khu vực khán đài của cổ động viên Nam Định đang có một bầu không khí nóng như thế nào. 3-0. Một con địa chấn trên sân vận động Hàng Đẫy, sân bóng của đội chủ nhà, đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng có số điểm là 47 điểm, số lượng bàn thắng nhiều gấp đôi so với các cầu thủ Nam Định cho tới điểm này. Nhưng đây là những đợt tấn công quá sắc bén của các cầu thủ Nam Định. Cú sút của Diogo, 3-0 cho các cầu thủ Nam Định. 3-0 khi mà hiệp 2 đã trôi qua được một nửa thời gian. Đây thực sự là một cơn địa chấn trên sân vận động Hàng Đẫy.
thể tin được là Nam Định lại dẫn trước câu lạc bộ Hà Nội 3-0 bằng 3 bàn thắng ở trong hiệp đấu này. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ thay thế Văn Kiên, hậu vệ bằng Thành Trung. Rõ ràng là câu lạc bộ Hà Nội buộc phải thay đổi lối chơi. Mặt sân sũng nước khiến cho những pha phối hợp của họ gặp nhiều khó khăn, và bây giờ thì những tình huống bóng bổng bắt buộc phải sử dụng nhiều hơn. Sự thay đổi người thứ hai của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Một trận đấu mà các cầu thủ áo vàng đã chơi đầy quyết tâm. Họ thi đấu kiên cường trong những phút đầu tiên của hiệp 1, sau đó đã dần dần tạo ra một thế trận vững chắc hơn, và khả năng tận dụng cơ hội trong hiệp 2 này là tuyệt vời. Duy Mạnh. Không có gì là nguy hiểm với Nguyễn Quốc Thiện ECL. Kết quả này đang chứng kiến Nam Định xếp ở vị trí thứ 11 bằng điểm đã vượt qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi trận đấu này diễn ra, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn Nam Định 2 điểm sau khi họ vượt qua SCB Đà Nẵng vào ngày hôm qua. Nhưng bây giờ thì vị trí điểm 1 trên bảng xếp hạng tạm thời đang thuộc về Nam Định. Xếp cuối bảng đang là câu lạc bộ Sài Gòn. Một trận đấu đầy thất vọng với đội đầu bảng. Thời tiết cũng không ủng hộ họ. Cơn mưa lớn khiến cho, đặc biệt trong hiệp 2 này, những pha phối hợp nhỏ trở nên không còn có hiệu quả nữa. Bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra khi Duy Mạnh mắc sai lầm, và Diogo tận dụng tốt cơ hội đưa Nam Định lên dẫn trước. Và sau đó thì Vũ Thế Vương, sự thay đổi người của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ, lại có một quả pha xử lý đầy tự tin và mang tính đột biến cao. Khi mà đội hình của đội chủ nhà còn chưa kịp định hình thì họ đã phải nhận nhát kiếm thứ 3 với bàn thắng của Diogo. Chân sút đã có được cú đúp ở trong trận đấu này. Phút thứ 70, Nam Định đang dẫn trước câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 3-0. Thêm một cơ hội nữa. Và cản phá là của Duy Mạnh. Lê Ngọc Nam. Sĩ Minh là người vừa cố gắng xâm nhập khu vực 16m50 của đội chủ nhà. Một vòng đấu mà Sài Gòn, sổ số Kiên Thiết Cần Thơ đều đã phải đón nhận thất bại. Thành phố Hồ Chí Minh lội ngược dòng, có được 3 điểm trọn vẹn trước SCB Đà Nẵng. Và bây giờ Nam Định đang có câu trả lời với những đối thủ cạnh tranh cùng với họ. Và càng bất ngờ hơn khi họ có được kết quả dẫn trước 3-0 trước đội đầu bảng câu lạc bộ Hà Nội. Diogo. Diogo xứng đáng là cầu thủ chơi xuất sắc nhất ở trên sân trong những phút thi đấu đã qua. Hiền Vang trên mạng lại trọng trách ghi bàn cho câu lạc bộ Nam Định. Đã có những pha xử lý tốt, thực hiện một cú đúp ở trong trận đấu này, trong đó có bàn thắng thứ 3 được thực hiện một cách rất đơn giản nhưng vô cùng hợp lý. Hùng Dũng đánh đầu, chưa có bàn thắng cho đội chủ nhà. Pha đánh đầu của đội trưởng Văn Quyết. Nếu bảo vệ được thành quả ở trong trận đấu ngày hôm nay, đó sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Những người sẽ lần lượt phải gặp Quảng Nam, Sana Khánh Hòa, Biển Việt Nam và FC Thanh Hóa ở 3 vòng đấu sắp tới. Trong đó đặc biệt trận đấu với câu lạc bộ Quảng Nam là trận đấu mà họ sẽ phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả.
sau án phạt bằng kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Với những sự cố đã xảy ra ở trận đấu với câu lạc bộ Solam Nghệ An cách đây 4 tuần. Sang mang tỷ số thì cả hai trận thua của họ ở mùa giải này đều diễn ra trước đội bóng cuối bảng. Đó là trận thua trên sân Thống Nhất của câu lạc bộ Sài Gòn và trận đấu với Nam Định mà chúng ta đang theo dõi. Viên Chu Đình Nghiêm đã có hai sự thay đổi người với sự xuất hiện của Thành Lương và Thành Trung. Mọi thứ bắt đầu thay đổi sau khi hiệp 2 được bắt đầu, khi mà những pha vượt nhỏ của câu lạc bộ Hà Nội gặp phải khó khăn bởi những vũng nước ở trên sân. Và trong khi đó thì câu lạc bộ Nam Định với một lối chơi đơn giản lại tạo ra một hiệu quả tối đa. Hùng Dũng Thành Lương không có gì là khó khăn với Nguyễn Quốc Thiện ACL. Đội bóng đã ghi được tới 53 bàn thắng, trong đó có 6 bàn thắng chỉ cách đây một tuần trên sân Đẫy, và hôm nay đang bế tắc toàn tập trước các cầu thủ Nam Định. Sĩ Minh, cầm nhịp của Sĩ Minh trong những phút còn lại là cực kỳ quan trọng với thành tích chung cuộc của Nam Định khi họ đang dẫn 3-0 trước đối thủ. Đôi! Vào thoát xuống của Minh Tuấn. Phút thứ 75 rồi. 3-0 đang là kết quả mà Nam Định sở hữu trên sân vận động Hàng Đẫy. Trên sân thì Minh Tuấn đang bị đau sau pha va chạm với thủ môn Văn Công. Quả tạt của Thành Lương. Moses. Nam Định đang có một trận đấu có thể nói là hợp lý và hay nhất của họ kể từ đầu giải. Nó đem lại sự cuồng nhiệt cho các cổ động viên đã di chuyển tới sân Đồng Đẫy rất đông. Chúng ta sẽ cùng xem lại những bàn thắng của Nam Định cho tới thời điểm này. Đây là bàn thắng mở tỷ số của Diogo. Và đây là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 khi chân sút của Nam Định hoàn tất cú đúp của mình. Thẫn thờ của các thành viên ban lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội, chủ tịch Nguyễn Quốc Hội và cả huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, người đang đứng sát đường biên chỉ đạo như thường lệ, nhưng đang phải chứng kiến đội nhà phải đón nhận 3 bàn thua trước. Hùng Dũng. Thành Lương rời sân để nhường chỗ cho Trương Văn Thái Quý, người có một pha lập công cho tới thời điểm này của mùa giải với bàn thắng vào lưới của FC Thanh Hóa, bàn thắng quyết định để ấn định tỷ số 4-3. Đội chủ nhà đã hết quyền thay người.
Văn Quyết coi không vào. Sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Quốc Thiện SCL một lần nữa giúp cho khung thành của Nam Định đứng vững. Đây là cơ hội rõ rệt nhất của đội chủ nhà trong hiệp 2 này. Bóng vừa chạm đầu của Đoàn Văn Đậu, những tường bóng bổng liên tiếp hướng về khung thành của đội khách. Đợt phản công cho cầu thủ Nam Định sẽ là đường chuyền của Vũ Thế Vương. Moses. Thái Quý. Không có gì là nguy hiểm. Không nhiều thời gian cho đội chủ nhà. Ba bàn thua trước. Quả thực là khó tin cho kết quả này. Nhưng với những ai theo dõi trực tiếp trận đấu ngày hôm nay thì đây là một điều hoàn toàn hợp lý khi Nam Định đã có một trận đấu có thể nói là tuyệt vời. Họ tận dụng tốt hơn nhiều so với đội chủ nhà. Chắc chỉ từng cơ hội một hợp lý trong những xử lý dưới điều kiện thời tiết mưa to. Đây là pha solo của Sĩ Minh. Một cầu thủ phòng ngự nữa được đưa vào sân, đó là Vũ Đức Nam. Người rời sân là Lê Sĩ Minh. Sự thay đổi người cuối cùng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Một trận cầu thành công với những toan tính của huấn luyện viên đội khách. Cả lên đẩy ra, bỏ hải vô xét. Trong, tí không đẩy ra. Đây đã là phút thứ 81. Tỷ số đang là 3-0 nhưng về phía cầu thủ Nam Định. Sút bóng rất nguy hiểm. 1-3 cho cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Bàn thắng đầu tiên dành cho đội chủ nhà. Và dứt điểm bóng sống tốt của Quang Hải. Cách biệt bây giờ là 2 bàn. Cả 4 bàn thắng đã xuất hiện trên sân hàng đấy vào thời điểm này đều là những bàn thắng được ghi trong hiệp 2. Bàn thắng thứ 8 của Quang Hải ở trong mùa giải năm nay. Hãy cùng xem lại pha lập công của Quang Hải. Tập vị trí và dứt điểm rất tốt. Khi mà thủ môn Nguyễn Quốc Thiện ECL phần nào đó đã bị che mắt. Ta vừa được xem lại góc máy từ phía sau khung thành. Và đây là cơ hội dành cho Nam Định. Đây là phút thứ 82, câu lạc bộ Hà Nội vừa có bàn thắng dựng ngắn tỷ số xuống còn 4-3. Lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 1 tuần, cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội phải đón nhận 3 bàn thua trên sân Đồng Hàng đấy. Nhưng bây giờ đang là một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Những bàn thua trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là những bàn thua khi mà thế trận đã an bài. Nhưng ngày hôm nay là ngày mà có thể đội đầu bảng sẽ trắng tay ngay trên sân nhà, trận thua đầu tiên trên sân nhà của họ. Duy Mạnh, Hoàng Vũ sắp sân. Một tiếng lan xả, không hề có lỗi.
Người đang bị đau ở trên sân là Đinh Văn Trường. Đúng kim ơi, đúng kim. Bảo bình tĩnh, anh em bình tĩnh. Ba bàn thắng đã được ghi cho cầu thủ Nam Định, trong đó có một cú đúp của Diogo. Bàn thắng của Quang Hải là tiếng lập công duy nhất của đội chủ nhà cho tới thời điểm này. Mà các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh lội ngược dòng để giành thắng lợi cho SCB Đà Nẵng vào ngày hôm qua, ta đã coi đó là một bất ngờ nếu nhìn vào thế trận trên sân vận động Thống Nhất. Nhưng đây là trận đấu thực sự là bất ngờ lớn nhất của vòng đấu thứ 19 trên sân nhà đấy. Đội đầu bảng câu lạc bộ bóng đá Hà Nội phải đón nhận 3 bàn thua trước đội khách Nam Định. Trận đấu đang đi vào những phút thi đấu chính thức cuối cùng và tỷ số đang là 3-1 nghiêng về phía đội bóng mà trước khi trận này diễn ra đang nằm ở vị trí cuối bảng. Hai vòng đấu trước hai đội bóng nằm ở vị trí cuối bảng, nhưng kết quả với câu lạc bộ Đà Nội đang là hoàn toàn khác biệt. Hoàng Vũ Sam Sơn không đủ sức mạnh để vượt qua Hiệu Quý. Đang là những phản phá tốt của các hậu vệ Nam Định. Cách đây một năm, câu lạc bộ Nam Định đã đoạt chức vô địch của giải đá hạng nhất quốc gia, giành quyền lên trời tại V-League 1 năm nay. Tròn đúng một năm và họ đang có một ngày kỷ niệm không thể vui hơn dành cho các cổ động viên với kết quả hiện tại. Người đang chờ đợi từng phút một ở trận đấu này, những phút cuối cùng, với cái biệt đang là hai bàn về phía đội khách. Hoàng Vũ Sam Sơn. Đưa lên biên hai hai. Đưa lên biên. Đưa lên biên hả? Đúng chim. Đúng chim. Hoàng Vũ Sam Sơn. Không được. Quả đá phạt 11 mét dành cho các cầu thủ chủ nhà. Kịch tính đang được đẩy lên cao trào. Hết sức kịch tính. Quả đá phạt 11 mét dành cho đội chủ nhà khi tỷ số đang là 3-1. Đây là pha đứng vào của Samson. Đó là một quyết định chính xác. Bóng chạm tay của Vũ Đức Nam, hậu vệ được đưa vào sân với mục tiêu giữ vững thành quả của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Sự lo lắng đã bắt đầu dần xuất hiện đối với các cổ động viên Nam Định. Đứng trước quả đá phạt 11 mét, một thời điểm cực kỳ quan trọng đang là Văn Quyết. Cho tới điểm này đã có 4 bàn thắng được ghi trên sân vận động Hàng Đẫy. Văn Quyết. Tỷ số được sung hàng son 2-3 cho đội chủ nhà câu lạc bộ Đà Nội. Đó là pha lập công thứ 5 của Văn Quyết ở mùa giải này. Sức ép với đội trưởng của câu lạc bộ Đà Nội. Anh đã từng một lần đá hỏng 11 mét trên sân Hàng Đẫy ở mùa giải này, đó là cuối đầu với câu lạc bộ Anh Gia Lai. Bây giờ thì những phút cuối trên sân đoàn đấy sẽ diễn ra cực kỳ căng thẳng. Tỷ số đang là 3-2 nghiêng về các cầu thủ Nam Định. Đội khách vừa lên dẫn trước 3-0. Nhưng trong khoảng 10 phút thi đấu vừa qua thì đội chủ nhà câu lạc bộ Đà Nội đã có liên tiếp hai bàn thắng của Quang Hải và Văn Quyết. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt 10m thành công của Văn Quyết. Bàn thắng thứ 5 của đội trưởng câu lạc bộ Đà Nội tại V-League. Không ít lần câu lạc bộ Hà Nội đã lội ngược dòng để giành lại điểm số trên sân Đồng Bằng đấy. Và bây giờ thì trận đấu đang có một thế trận vô cùng kịch tính ở những phút cuối. Minh Tuấn. Đấy,
Phan Thái Quý. Duy Mạnh. Trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 19 đang diễn ra rất hay. 5 bàn thắng đã được ghi. Mạnh ơi, bảo hộ vào trong. Trong. Không được. Sẽ có phạt góc. Và Văn Quyết đang vô cùng khẩn trương. Một quả đá phạt góc đã mang lại bàn thắng cho các cầu thủ Hà Nội ở trận đấu trên sân Thiên Trường. Đây là phút thứ 88. Rất nguy hiểm. 3-0. Tỷ số được xếp bằng 3-0 với pha lập công của đội Hà Nội. Đúng là không thể tin được với những diễn biến trên sân hàng đáy ngày hôm nay. 3-0. Một lần nữa, câu lạc bộ Hà Nội có bàn thắng vào lưới của Nam Định từ một tình huống đá phạt góc. Người ghi bàn là Đoàn Văn Hậu. Rất vất vả, tận dụng cơ hội tối đa. Nam Định vươn lên dẫn trước 3-0. Nhưng chỉ trong 10 phút thôi, câu lạc bộ Hà Nội đã có 3 bàn thắng liên tiếp để san bằng tỷ số 3-0. Thêm một cơn mưa bàn thắng trên sân hàng đáy chỉ trong vòng có một tuần nữa. Họ vượt qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 6-3. Và ngày hôm nay đã vượt qua muôn vàn khó khăn để có 3 bàn thắng san bằng tỷ số cho tới thời điểm này. Tỷ số là 3-0. Rõ ràng là vô cùng kịch tính và rất đáng xem trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 19. Bây giờ thì niềm vui được chuyển sang cho các cổ viên của câu lạc bộ Hà Nội. Từ nguy cơ sẽ phải đón nhận trận thua thứ hai và đều là những thất bại trước các đội bóng cuối bảng. Bây giờ thì đội chủ nhà đã có được sự cân bằng về mặt tỷ số. Liên tiếp những tình huống trèo bóng bổng. Đoàn Văn Hậu, tất cả những bàn thắng mà cầu thủ này đã có được ở mùa giải năm nay đều là những tình huống đánh đầu. 4 bàn thắng cho cá nhân Đoàn Văn Hậu tính cho tới thời điểm hiện tại tại V-League năm 2018. Phút 90, tỷ số đang là 3-0. Sự bừng tỉnh của câu lạc bộ Hà Nội trong 15 phút cuối trận giúp cho có 3 bàn thắng. Khá đáng tiếc cho Nam Định, họ đã dẫn 3-0. Đồng thời đây cũng là một trận đấu mà đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã chơi với một tinh thần thi đấu rực lửa. 3 phút đá bù giờ cho hiệp 2 của trận đấu này. Quang Hải. Pha đóng vào là của Hùng Dũng. Văn Quyết. Đoàn Văn Hậu. Bóng vừa chạm đầu của Diogo. Quang Hải. Quang Hải đi bóng không thành công. Lê Ngọc Nam. Mọi thứ đều đúng với những tính toán của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Cho đến khi họ dẫn 3-0. Bàn thắng của Quang Hải là bước ngoặt với đội chủ nhà, giúp cho họ lấy lại tinh thần. Và sau đó liên tiếp có được 2 bàn thắng của Văn Quyết và vừa rồi là pha lập công của Đoàn Văn Hậu. Văn Quyết. Không được. Ra luôn. Lần thứ hai trong vòng một tuần, đội đầu bảng gặp đội cuối bảng trên sân hàng đấy. Mọi thứ là hoàn toàn khác biệt. Nếu như họ có chiến thắng tương đối dễ dàng trước Thành phố Hồ Chí Minh thì các cầu thủ huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trong trận đấu ngày hôm nay đã phải chạy hút chết mới có được một kết quả hòa cho tới thời điểm này. Moses. Hoàng Vũ Samson. Một điểm cũng sẽ giúp cho câu lạc bộ Nam Định vươn lên vị trí thứ 12. Nhưng quả thực là đáng tiếc bởi Nam Định đã dẫn 3-0 nhưng không thể đứng vững trước sức ép của cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Và bây giờ tỷ số trên sân hàng đấy ở phút đá bù giờ thứ 3, phút đá bù giờ cuối cùng là 3-0.
Cách đây một tuần, ông Đỗ Quang Hiền đã không hài lòng với sự mất tập trung của Hoàng Ngự câu lạc bộ Hà Nội để cho Thành phố Hồ Chí Minh có những bàn thắng dễ dàng ở cuối trận. Không hiểu suy nghĩ của ông ngày hôm nay sẽ là như thế nào khi mà câu lạc bộ bóng đá Hà Nội để thua trước 3 bàn, nhưng cũng đã kịp thời lấy lại mọi thứ trong khoảng 15 phút cuối trận. Hoàng Vũ Samson dứt điểm. Nếu như vừa rồi là bàn thắng của Hoàng Vũ Samson thì đó xứng đáng là cuộc lội ngược dòng ấn tượng nhất kể từ đầu giải. Trận đấu đã kết thúc, một điểm dành cho mỗi đội. Cơn mưa bàn thắng trên sân Hoàng Đế, tỷ số cuối cùng là 3-3, mỗi đội có một điểm. Nam Định thi đấu xuất sắc, vươn lên dẫn trước 3-0, nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực của các cầu thủ đầu bảng. Họ đã chứng tỏ được khả năng của mình khi có được 3 bàn thắng liên tiếp trong 15 phút cuối trận để có được một điểm.